cậu biết sợ nó bách khoa lắm rồi. Dạ, dạ trốn nợ hả? Trốn nợ rồi. Chứ tiền như ba tao trả cho mày. Cáo luôn rồi. Bữa qua lâu qua bà này mấy lần rồi, ở đâu có nhà đúng không? Bà đi chơi. Tao đi chơi suốt. Má bả ăn chè với lại nhậu không có nhậu với bả mà. Rồi mấy lần mà. Tối ngày tới nghỉ chơi là bị rớt qua. Tao hỏi giờ mình cắt lên. Đó, thằng Quy che mất tiêu mà anh luôn. Trời ơi, trời nó mất cột nó chè. Chị sao chè vậy? Mà nhỏ quá nó mới vậy đó. Bạn anh em được rồi quấn. Vậy vậy cho anh đưa cái con số điện thoại nè. Mày sao tao không nhớ mày? Trời đất ơi. Trời ơi. Mày đó. Không biết nè coi. Em tao không biết mày mày làm gì. Xô đã ta. Rồi ăn liền đấy thôi. Rồi cứ bao nhiêu? Thằng cháu đi. Uống ly đi. Rồi. Làm ly nữa. Tha đổ nữa không nói. Ăn đi mày. Bà mẹ mập đâu đứng nó lại đi. Đây đi. Đưa đây, đưa đây con cua coi. Đưa đây
cô ăn đi. Ê, 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 nào nào mập mày mập kẹt đâu có sợ mày có lại nè ngồi chứ mày chứ không cho trong heo có tạo gà nữa chú giờ trong heo mà là cái bể chú bạn chú nhớ chưa nhớ chưa nhớ chưa nhớ chưa nhớ rồi nhớ chưa nó ngồi phía sau mày gì á nói chơi cho vui thôi chứ dễ giờ có nhớ mày không đâu ngồi phía sau ngư đâu chú đỡ quá mày ngồi xéo bên kia mày ơi thôi à, ngồi sau lưng tao là như hành gì còn mấy con nhỏ con gái dân tộc thôi trời ơi lâu quá không nhớ ngồi sau lưng tao tao thấy tao nè thấy không đó còn thiếu một mần nữa nhỏ nó hùng nhất một mày biết sao tao thương tới giờ Ê con Ngọc là nhiều nói chuyện nhiều nhất rồi. Không dám rồi, mày biết không? Lúc mà đầu đó tao mới qua, cái nó chửi tao, nó nói mày nói chuyện hoài tao không được. Xong cái mai mốt tao nó thương. Nó không lại, nó không lại, nó không. Nó nói gì? Sao mày nói chuyện đi? Tới với thứ ba vậy trời. Giọng như bà nó không quen quá. Cái gì á, có ai mà biết công tích của sư mụ lắm mà nó nghe hoài. Ở dưới cầu Đức Bà Điệp á. Đúng rồi, nói nè. Đu chi đúng hả? Ê, ê, tốt. Là tao đánh ma thằng này á. Nói vậy luôn. Từ nghe đấy. Để mà ai? Nó hả? Sao không nhìn được luôn rồi đó. Nó chắc gì nữa rồi. Ngồi sát tên mày. Cha chứ mày ai bự nó mãi mèo quá chùa. Tụng chùa chứ không chứ mày tụng chùa. Bôi lúc đó chứ tụng mày không ăn cho ăn tiền. Sao bán sao bán tiền nó lợt mày. Mày luôn sao mày. Chị ủa đâu. Để nó nói bây giờ chú phụ đi xe bánh được không mà chú phụ lên. Đổ tội đổ nào không? Đổ hả? 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 Ủa tao mấy ông rồi sao mà thấy mình? Đi ở nhà nó đâu rồi các bạn? Các bạn ơi, tôi dư gạch, tôi dư gạch. Để tôi ăn mày rồi. Nói được rồi, mày dư gạch tôi cho mượn hết nè. Con già nó đâu rồi, hiểu mày. Vô đi cười hoài. Dạ. Nó mới gặp như dương. Đi mới rồi nha, mấy cháu. Còn cái ly nước nước nó trắng ngắt luôn rồi kìa mà cứ hoài. Nó này chứ. Có tôi nước vàng. Ê, con này nó cứ là chơi đi. Vô đi mà nó vậy đó. Tao uống từ từ. Mày ra một trăm cái ly đó tao quay. Đúng rồi, thương dân nước. Uống gì cũng được, từ từ. Ui. Phải đi đâu, phải lo kéo tao đi theo được. Tao nấu ăn mà. Chị cứ ăn là cái gì. Chứ ai nấu. Cô cho chú nè. Cái này hồi đó học có học mẹ à, học chung với tụi mình. Sốc rồi chứ. Không nhưng cũng có mà đâu. Cùng thôi á. Có a mấy. Trời ơi, tại nó học dở quá mẹ. Nó gì? Nó học lớp 9 nó nghỉ rồi. Vậy hả? Ở là nó học học chung với thôi. Rồi giờ nó đâu vậy? Ở nhà chứ đâu. Nhà nó đâu á? Tôi dưới á. Nhà dưới đâu? Xâm lưỡng. Nè đó. Xâm lưỡng sát bên tôi dài nè. Vậy. Gì? Gì? Làm biết như vậy chứ? Trời. Gì biết được lúc nào trời. Không cảm giác à. Ốc gì chứ? Ăn. Cua vậy. Mình chắc ở đây lâu quá dạ. Mày quay hoài sao tao ăn được lên? Mày không ăn mày ngồi đó mày quay hoài lấy gì tao ăn? Mày chén con Thư nè, mày thấy ê ê giỡn dán con Thư nè. Nhìn lấy cái mâm mày nè. Cái này của mày, cái này của mày, cái này của tao. Cuối với mày. Ở vậy đúng là bạn của tao. Mày đứa nào ngồi sát bên. Con Như ngồi bộ thấy mày như nào. Mày ăn đâu, mày đâu. Mày nãy tao quay tao mau chạy hai mình không ăn gì hết. Trời đó ăn hết. Mày đâu mập. Ăn được cái này cái chua kìa, dưới kìa lấy con cua kìa. Tao cái cùi ghê. Ai? Nhớ xíu trời ơi. Nó đang ăn cua kìa là đưa tiền đây. Đó miếng mày. Cho đưa tiền. Cho đưa tiền. Ai cua. Ê, đứa nào mới vô đưa tiền móc ra 200. Thôi tôi ra miễn phí không chịu thôi. Ăn nhắn của mẹ rồi. Dạ bạn tao nó thực tế dữ như mày. Không. Không sao cho ngừa. Không, không có bạn đây mà có vợ bạn cũng được.
Chào bạn là ai vậy? Là tao đó mày, quỷ. Đó là mày hả? Tự nhận. Tao biết rồi, mở tao hỏi. Không chứ vợ mày vô nhà nhậu mừng hung nửa tiếng hung dựng ngàn cá vợ. Không mà tao chống bản cho mấy đứa nó nè. Vô đó vậy. Bản đúng rồi đó. Mày bỏ đi. Vô vô. Ăn hoài không nào đi vô nè nó ta. Tao không cứ ăn hoài rồi tao. Kêu mình vậy thôi. Tao mà ăn, tao chứ. Tao ăn không có lớn lao gì đâu mà ăn đâu rồi. Mấy nó ăn người heo vậy mà để để đây đặng cho con Thư nó ăn mày không biết gì trơn á. Tao là bây giờ tao tính ém luôn mà. Thư cho nên con rể nó đi chân đi. Mày uống với con rể tao là giống như uống với tao. Uống với tao đi. Vô. 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 Nó cao quá hay luôn. Đẹp hay lắm. Nói gì đúng rồi trời. Trời nó dắt con cua lên cũng vậy à. Ông ép mấy cái này vô. Để vô cái con bánh nó tên đi. Mày đem đây đi, bển ăn như heo rồi cho mày ăn gì. Đưa qua cái đó hoài lắm. Ê mấy đứa nó nhậu không mà ăn cái gì? Ừ. Cô còn diễn qua đây đi chứ. Đem nó bệnh đi, đó khô đó. Khô là mày ăn chậu ăn đi mày. Tao ngồi cái coi sờ mó bạn tôi hoài. Nó chịu nổi mày chờ rồi đó. Mút nước lên trời. Rồi quay nó quay quá mất lại gán chị. Ừ. Rồi mất lại gán chịu rồi. Miễn né à. Rồi mất cái rồi tao hết mày luôn cái đầu mày tao còn cái đây. Ê sao tao bóp nó được? Ai mới tao bóp nó gì? Không, tẩu ốm nó được. Sao vậy? À, tẩu là tẩu mà. Đi thôi, lên nhắc đi con. Biết. Nghe chỗ đó đi qua đây nè. Cái bụi cây vậy đó mẹ. Chỉ đâu trời. Cái bụi cây mình chỉ sao mày. Mình vô tư đó bạn ơi. Trời ơi, bây giờ nó lên có 5 kg, 6 kg. Mới về nó ốm, giờ nó mập á. Để luôn thấy mày quen nè. Quen không? Quen. Quen. Ta ăn mày quay quậy lên đi. Quen nó bắt. Không ai nó quen chưa á. Trời ba mấy năm mới cầm lại. Trước kia thì đầu hai là gặp. Trời ơi. Trước kia tôi với nó đi kịp. Nó đi lộn. Lộn bên đúng không? Lộn bên đúng không? Nó đi chung rồi giờ cũng không gặp luôn. Cái gì vậy trời? Chịu mấy? Mày cỏ. Tao cỏ mày, mày cỏ thùng mày. Mày làm tao nhớ lại cái bụi nhạc bằng tre. Tao mày làm gì nó mày? Cái bụi nhạc trẻ làm gì nó còn gạt mày? Ai biết. Thế là lâu lâu gom lại cũng tầm đủ dữ ha. Nhóm này là thường đi chung nhau không á? À, nhóm mình là thường đi chung nhau. Ờ, đi chơi còn chung không á? Còn nhóm của mấy đứa là nó thẳng tuổi theo học thường không? Thường không? Tôi thấy tao đâu có thường đâu. Không, lúc đi học còn đi học là thường. Lần nào cũng có trong thường gì? Đi gì? Dạ, con cấp dấu. Chú Thư. Tao mới có thường mà như tao bạn tình đi. Nhà tao trả dốt. Cái vậy hoài, ám đâu còn phải hả? Lâu lâu có bữa ám đại thì tụi bay ám hết da luôn. Lâu lắm mới được bữa, cứ nhiều có dọn hết đi. Nay khai trương đi. 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 Bữa nay là Tết nó đã gạ quýnh bài đó, kệ cho mượn đi ăn quá chảo rồi. Đứa nào vậy? Thằng nào vậy? Thằng nào vậy? Đó cờ bạc vậy? Đứa nào vậy? Nó là cờ bạc này đang nhậu không? Cờ bạc không đi nào. Mới cờ bạc. Đi cờ bạc để cho cái lúa xuống không? Đi làm. Vậy? Đi làm. Đi làm. Sao mày nói trời nó bán lúa rồi mà. Không đứa không cái cờ bạc. Tao nói cờ bạc cô đụng tới gì mày sao mày cãi gì? Đụng tới nói gì hả? Thằng mập này mập tiền 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 mập tiền. Ờ tí ê ê ngoan nhắn tin với ghệ đó kìa. Bỏ cho quỳ ăn cái gì cũng vậy đúng không? Để tao mẹ cái gì không vậy? Nhắn tin rồi mới biết. Ăn vậy.
con này cho giá tiền hàng ra nè. Trời ơi mày mập quá trời. Chụp con nào mà được mày á. Chắc gì mập. 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 Đánh nào mẹ xíu con nè. Đó nè. Ăn đi mời. Đó đó làm gì đó kìa. Chớ rồi chớ. Ăn cái nè. Chụp hình á. Chụp hình không kêu gì chơi vậy. Kìa chụp đi cái vô kìa. Mà đứng đi mà đứng mà nhìn vô đó nó ngoan. Vô bà luôn. Kìa. 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 Nghe hết là nghe em một phần nữa nghe cái clip này nó nó vậy nó nói là sao đấy cần tôi dịch lại không không dịch lại dịch không con mày cười mưa nó xấu rồi mà cười hát không có một hồi nữa là nghe nghe trong đây nè Ngọc nó gì cũng đâu cười đó nó cũng cười ha ha vậy đó. Nó nói là tụi nó không có kêu mình đừng có vô. Trời ơi mày hết mở đi. Không mày không ơi. Trời vô nó niệm mấy gắn lửa. Ôi tao mày uống chung ly. Mày nấu lớn lên mà. Thôi giờ mày uống trước ra đâu sao. Mày uống khó xử quá. Trời ơi. Nè nè nè. Không gì nè. Ủa mày mày ngủ tao sao. Tao uống không nổi. Mày ngủ tao sao. Thôi còn chạy xe. Tao chở mày về tao tống ba về. Trời ơi trời. Mày uống miếng với tao đi. Uống ly này. Ai uống nước này. Uống ly này. Mày uống hết không? Hả? Nước ly vô. Ờ vô. Mày cho cái đi. Lần nào mày thấy có lỗ. Ở đây rút đường này. Ở đây có con đường chạy ra cái gì. Đường. Còn hồi đi đường mày về cho ông. Tôi khỏi đi mày. Đường này là đường nào? Đường này là ra chỗ. Đường này kia cũng ra chỗ. Còn đường này về bó phố. Ê, cũng cái phạt không? Có. Để tính đường phà chỗ gần, phà nó làm đâu á. Phà nó hồi tao nhận phà đó, không gì đâu mà. Cho mừng. Cho mừng biết rồi, nhà mày biết rồi, nhưng mà đây phà chạy qua, chạy qua phố như cái phà này đi. Quay quay bàn xã gì vậy. Đưa đi nào. Khỏi ngay tới chỗ kia, chỗ trường cấp 2 á, trường cấp 1, cấp 2 á. Không. Biết ba điểm không? Cấp 2. Cấp 2, chạy chung cấp 2 con em. Không phải không? Mày nói cho con mày chứ. Con bả mẹ cho mày. Hỏi bả mày biết không ba điểm không? Biết ba điểm không? Ba điểm ba em. Nhà có hai cái bàn bên ga, qua đếm cho ba con đó. Ủa? 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 Em quay nói lên tiếng buồn của mày rồi đó. Em qua đây nói chuyện mày mọi nói sao quá. Nói chuyện lớn lớn rồi. Nói chuyện lớn lớn rồi. Nói chuyện lớn lớn rồi. Tao thì nó không có. Thôi khỏi. Tao không có. Tao không có cần. Mà nếu mà cái này là toàn là dêu mà tao không có nè. Mày bồng đẩy tao mày chụp ra con sạch. Tao mà léo. Léo rồi. Mày băm 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 đó. Mà con chỉ sao vậy? Hơn gần 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 đó thôi chứ không phải mất nhà đó đâu anh ơi. Con ai nói con ai vậy? Ừ. Nó bao trùm mấy chú nghe hết liền không? Không nói không đường nó chỗ này ra chơi luôn bài giờ. Vô lai chim hết trơn. Mẹ lên. Lên. Ê mày dám ăn keo tao miệng tao tao lại cái coi. Ba đứa nó dám. Qua đây nè. Quê mắm nó nghe luôn mấy mày ơi. Rồi nói đi hỏi đi. Hỏi đi. Bệnh miệng lại. Bệnh miệng lại. Bệnh miệng lại. Bệnh miệng lại. Đó nó không ăn xả gì vậy. Bệnh miệng nó lại. Bệnh miệng nó lại. Bệnh miệng lại. Ba em là bảy bình. Bảy bình. Kế bên nhà bảy bình. Ba mày không
lại quá khứ. Cái lục lại quá khứ. Đó bên nhà ông bị bao quá, ông bị mình. Đông đông. Để cho bạn tao nó nhớ lại từ từ. Mày đừng có làm quá. Quản lý như này là ổng. Ông bị bệnh là ngay 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 chợ nó tin luôn á. Không nghe chợ. Không cần cần chợ. Ông vô hả? Nhà ông vô hả? Anh cũng là con thôi chứ không có cần gì đó. Ông biết bị bệnh rồi. Ông có em nào tên Hùng không? Rồi lộn rồi. Bỏ qua tại vì cái đấy hệ em mà mới lên đây anh già quá rồi. Anh sống ở đó là mấy năm rồi. Mấy năm đó. Xã bự. Bông bông bông. Mấy ông bà để tôi biết tôi á. Bông bông. Trời. Ba bông bông ba ba bình ba. Có lẽ mình có sắc qua. Ê, la. Ra, này bà anh này bảy bệnh này bảy bông này bảy qua. Ủa ba là cái gì? Biết bé tên không? Em bé Nam, em bé Nam chứ không biết gì đâu. Bà đâu? Biết sắp hẹn không? Sắp hẹn là ngay. Em bé ba ông nội, em bé Nam. Bây giờ mày tới rồi. Hay quá. Nhon 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 vậy. Không mà bây giờ mấy mày nói đẹp là bảy. Có mày tới mà. Bây giờ mấy. Ủa, đẹp trai quá. Cho mày tới sao ông quen bằng mày. Ê thằng nào thằng nào. Thằng này mình tới. Thằng này không có ăn nhiều. Thằng này nó lùng sục quá đó. Thằng này lùng sục quá đó. Thằng này tính kia luôn không? Thằng này ghê quá mày. Thằng này quen thấy vậy mà nguy hiểm chết sống. Chỗ này nó có cái đẹp là nó cứ đó à. Đúng là nãy hay chứ mày. Ừ. Thằng này thấy gì á, nó hiền nhưng mà nó hay lắm á. Mày kiếm tao có cái mà không? Nó mà hiền không? Mốt cái đẹp mà né nó ra. Mốt nhiều cái đẹp không giống hay luôn. Bỏ nhà cũng được. Mày mày có lần nào mày dẫn tao đâu mà trời. Không dẫn theo thôi chứ. Lấy cho mày câu quán nữa không? Ôi trời ơi. Thằng này với thằng này quá cười vậy, cười vậy đó. Trời hả? Mới giờ cười vậy. Bà mẹ nó cười là mấy bạn hai bạn không uống, bạn kêu hai tao uống chờ hai tao không uống. Uống mà lại kêu nữa, lại dán chứ uống lại kêu nữa. Ta cũng đi quá trời rồi chứ kêu không để liên lên. Thôi, nãy thì nhắc mới nhớ. Rồi bà kia kêu mà ta nói thiệt chứ ngầu. Thằng ngầu. Né, thằng này đúng là cô hồn cắt đảng. Thằng này đúng là cô hồn cắt đảng. Ám, ám, ám. Ám gì á? Thôi đua đi, đua đi, đua đi. Đi lý do nào không quen, nó không qua bên đây mà nó qua bên đây. Đúng đúng vậy không? Hả? Lý do nào? Bên đây rộng hơn nè. Chỗ này rộng hơn. Thôi bên đó chật hẹp lắm. Đổ chơi mày nổ mày cũng được mày vậy. Ừ, nổi thôi. Đổ nhiều nhiều xíu. Đi rồi đi rồi cho gần. Nè, nó hai tay nhau nè. 2 3 vô. Ở gần mới lo. Vô. Lâu không? Tôi thấy anh đâu rất là dễ thương, có hai em rồi hai bên. Hai bên chăm nha. Lo rồi. Trời ơi. Ê, hỏi đầu tiền nữa kìa. Hai em ngồi hai bên hồi 400 nha. Có luôn. Có lợi. Sao không ạ? Giờ bây giờ tôi em ra tôi phim rồi xong tôi đăng lên Facebook luôn à. Cho ai coi được coi. Ai coi được coi. Ai coi được coi. Có nhà cái gì đó. Cặp dài bạn bè không? Tôi thấy ai không cháy nhà cái ông là cách chứ có người dài nâu rồi đó nha. Trời ơi. Ai hồi người ta 200 á, mà hồi người ta 200 người ta lấy thì 500 rồi lại có đổi lâu quá. Hổng lấy 500 bây giờ lấy nữa. Mà ông lấy 300 trả lại 200 rồi nghe. Của em anh. Mà mới nói là mấy người. Tôi về chồng cái tôi đi. Thôi cái ngồi gấp 2 rưỡi không biết đường nữa. Cái gì?
ra cái nè, có lại theo nè. Hai thằng gớt 5 triệu mất tiêu. Đúng, thôi à, đừng rõ mà nói mà nó hồng bính luôn á. Trời ơi, trái đẹp. Vô mới vô xong, vô gì nữa vô. Vô nữa đi. Vô nữa cắn lại, cho nó cắn lại rồi. Nhà sao mà cứ... Nãy giờ uống, nãy giờ không uống, lấy lâu là biết không? Trời ngủ nhậu hoài, bây giờ về nhà thấy mẹ mấy kỳ vậy. Có chuyện gì tôi à? Vậy vô nè. Có chuyện gì tôi chưa? Chưa, vô nay vô nè. Hai, giờ đến tao. Vô. Tôi chưa biết, giờ tôi biết rồi. Lấy xe đi, ngồi lấy xe. Bữa nào mình hẹn cỡ ba anh em, ba đứa bạn mình. Ở nhậu hoài. Đây, đưa tôi đây. Có Dương 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 Dương